Xin trả lời câu hỏi đầu tiên. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Con xin sám hối Thầy và chư Tôn Đức Tăng Ni trước. Xin Thầy hoan hỷ từ bi giải đáp giúp con một việc, kính bạch Thầy. Khi con nghe Thầy giảng Pháp, con hay rơi nước mắt. Nhiều lúc con cũng thấy xấu hổ nên cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng có đôi lúc ý chí không điều khiển được cảm xúc. Và nhiều lúc nhìn thấy các sư trong chùa lao động, con đều có cảm xúc như vậy. Con không hiểu tại sao và do nhân duyên gì. Con xin Thầy giải đáp cho con hiểu. Và con như vậy thì có tội với các quý Thầy không? Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì nếu mà mình nghe giảng Pháp mà mình hiểu được, mình cảm động, mình rơi nước mắt, thì đó là cái nước mắt nó sung sướng thôi, không, nó an vui thôi, không có, nó hạnh phúc thôi. Chúng ta biết có hai loại nước mắt, một là loại nước mắt đau khổ, đúng không? Một loại này, loại nước mắt là an vui, hạnh phúc, đúng không? Thì nếu mà chúng ta được nghe Pháp mà chúng ta hoan hỷ, chúng ta khởi tâm hoan hỷ, khởi tâm cảm thán, khởi tâm trân trọng, khởi cái tâm tri ân và báo ân, chúng ta cảm động mà rơi nước mắt, thì đó là cái nước mắt trong niềm hỷ lạc, pháp lạc và hạnh phúc, chứ không phải là nước mắt đau khổ, không phải là nước mắt xấu xa, hay không phải là nước mắt cá sấu, đúng không? Thế là tốt thôi. Nhìn thấy các sư lao động, chấp tác, làm các công việc Phật sự ở trong chùa rất là vất vả. Các vị biết ở sư ở chùa Khai Nguyên, từ thầy cho đến trò, ai cũng phải làm việc hết, mỗi người một việc. Các vị biết là các cô, các chú ở trong chùa này, ngoài việc tụng kinh, niệm Phật, học giáo lý của Phật ra, thì phải học rất nhiều các công việc. May vá cũng phải học này, thợ xây cũng, thậm chí làm xây dựng cũng phải học này, đóng gạch cũng phải học này, lái máy xúc, máy ủi, máy công nông, tất đều phải học hết, phải làm hết. Từ một cái cô thiếu nữ hay từ một là bạn sinh viên, hoặc là ra trường đi làm rồi, đi làm ở bàn giấy vân vân, cuộc đời ở ngoài xã hội có thể nói là rất là đẹp đẽ. Nhưng mà sau khi được nghe giảng, ngộ được giáo pháp của Đức Phật, ngộ được cuộc đời này chúng ta tồn tại vốn là giả, là không, là vô tướng, là vô tác, là nho nhân duyên hợp thành mà có, vân vân, duyên tụ thì có, duyên tán thì đi. Cho nên hiểu được cái lý vô thường đó, các vị phát nguyện xuất gia. Xuất gia vào rồi đến đây thì cũng phải học tất cả các công việc mà các sư với các tiểu ở trong chùa đều phải học. Đó là học làm công quả. Thậm chí có vị ngày xưa ở nhà chưa biết thổi cơm, nhưng mà đến đây phải học hết. Vừa qua Thầy phải cho các sư học hết, từ các sư ông lớn đến sư ông Tâm, sư ông Hạnh. 3 tháng ăn cư vừa qua bắt xuống bếp thổi cơm hết, đi theo dây với nhau, đi thổi cơm hết. Ai chưa biết thì phải học. Cho nên thấy các sư mà làm những công việc Phật sự như vậy, mọi người cứ tưởng rằng đi tu là chỉ có việc ngồi trong chùa tụng kinh gõ mõ, đến bữa thì ăn. Nhiều vị ở dân địa phương đây cũng thế. Ngày đầu tiên họ nhìn thấy các sư ở chùa Khai Nguyên, họ thấy chúng ta xây dựng, thấy chùa cảnh mỗi ngày một khang trang thanh tịnh, thấy các Phật tử thập phương đến mỗi ngày một đông. Họ nói là gì? Cái ông sư ở chùa Khai Nguyên, ông ấy là người dân tộc, cho nên ông dùng tà thuật, tức là dùng chú thuật, dùng tà thuật đó là gì? Ông mê hoặc lòng người. Thế còn chúng tôi ở dân đây nè, tôi có thèm gì đến chùa đâu. Họ bảo như vậy. Họ nói rằng sư đi tu còn tuổi trẻ như vậy, không lo làm lấy mà ăn, lại đến nương nhờ cửa Phật làm gì, sống như vậy là ăn bám xã hội, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà họ đi qua chùa Khai Nguyên, họ thấy cái cuộc sống của tăng ni Phật tử chúng ta trong chùa Khai Nguyên một ngày thôi,
chắc chắn họ sẽ phải nghĩ lại cái ý nghĩ và cái lời nói của họ. Vì tăng ni ở chùa Khai Nguyên đó, cái gì cũng biết làm. Thượng tam bảo hạ nhà bếp làm được hết. Lắp điện đấu quạt, lấy máy ủi, máy xúc, máy cày, máy bừa, xơi tất. Đi cấy cũng được, gặt cũng được. Bây giờ thì mỗi cái là nhà chùa chưa cối giá gạo thôi. Mà nếu có cối giá gạo, thầy cũng dạy các đệ tử của thầy giá gạo được. Vì ngày xưa thầy giá gạo rất là giỏi, sẩy sàng cũng rất là giỏi, may vá cũng làm được. Cho nên á, nếu mà họ đi qua đây, họ thấy các sư làm công việc, thì họ sẽ thấy rằng cái nhìn nhận và cái lời nói của họ trước đây nói là sư là những người ăn bám xã hội, họ phải nghĩ lại cái câu nói ấy. Cho nên nếu mà Phật tử thực sự mà đến với chùa Khai Nguyên nhiều lần hoặc một vài lần, mà nhìn thấy cái cuộc sống đời thường của các sư, ngoài cái lúc các thầy lên giảng pháp, các sư lên khóa lễ ra, chúng ta nhìn thấy các sư như là ở trong ánh hào quang của Phật. Nhưng mà khi trong cuộc sống đời thường, từ thầy cho đến trò, các vị nhìn một bộ quần áo của các sư mặc trong chùa có thể chỉ một tuần là hoặc nửa tháng là rách thôi. Vì sao? Vì lao động quá nhiều, đổ bê tông, đánh dây giáp, săn lơn, sơn bả các thứ đều làm được hết. Nói chung người ngoài đời họ làm được cái việc gì thì ở trong chùa các sư đều có thể làm được việc đó. Đấy. Cho nên nếu mà Phật tử đến mà nhìn thấy các quý thầy mấy hôm trước ở trên bục giảng hay là ở trên tòa pháp ngồi dẫn chúng tu hành, đại chúng thì hoan hỷ, cung kính. Nhưng hôm sau đến là thấy các sư gì chân lăn chân chỗ, mặt mũi thì lấm lem bùn đất vì làm các công việc Phật sự. Để làm gì? Thứ nhất là để tích một chút công đức phúc báo cho mình, để cho việc trợ duyên cho việc tu hành nó dễ hơn. Cái thứ hai là để gieo duyên với thập phương tín thí. Chúng ta biết Phật tử thập phương bây giờ họ đến một ngôi chùa mà nó tàn tạ, nó xuống cấp, nó rách nát, nó bừa bộn, chắc chắn rằng sẽ không thu hút được các tầng lớp tri thức và những người họ có sự hiểu biết và họ sạch sẽ và hiểu biết về gì? Về các kiến trúc Phật giáo hay là các kiến trúc dân tộc, dân gian, vân vân chẳng hạn. Cho nên các sư cũng phải lăn ra mà làm để có một cái cửa Phật nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Ai ai đến cũng phải gì ạ? Cúi đầu bái phục. Ai ai đến cũng phải gì ạ? Ngẩng đầu để chiêm ngưỡng tôn nhan của Phật. Thế như vậy là cái gì? Cái phương tiện. Đây chính là cái phương tiện mà các sư ở trong chùa làm để cống hiến. Đó, cống hiến. Chúng ta thấy có những cái lúc mà các sư thì chân lăn chân chỗ, mặt mũi thì lấm lem thật mà. Đó. Cho nên Phật tử này nói là khi mà đến chùa nhìn thấy các sư làm lụng công quả thì tự nhiên cảm động rơi nước mắt. Cái việc đó tốt hay là xấu? Theo chúng ta tốt hay xấu? Tốt rồi thì thôi, không cần phải giảng nữa, đúng không? Đó. Tốt rồi thì thôi, chuyển sang câu hỏi khác.